Con có mua cho anh nhé không? Đây, mẹ cầm cho anh nhé cái này. Có mua cho anh nhé, ok. Có tiền được cái này. Anh lấy nha, cuốn nha. Đi. Đi chứ. Đeo chưa? Chụp ảnh không? Vào đây chụp ảnh không? Người ta theo dài, người ta chụp ảnh kìa, đẹp nhỉ? Tôi thấy mỏi lắm. Đẹp không? Xinh chưa? Cái cây này đẹp đấy. Đẹp mà. Cái xà cừ, cái xà cừ đỏ. Ừ. Chụp nào, chụp ảnh nào. Ừ, chụp ảnh nào. Cô bà. Đẹp chưa? Con không để ý cái cây này nhờ. Con chung mẹ đi á. Mẹ nặng thôi, mẹ nặng. Alo. Mẹ quay cho con đi. Quay nó về tiếp mà. Ừ. Nó về tiếp mà. Chết rồi. Để chị chắn lên nhóm này, chị chắn lên nhóm. Đi. Nè, đi. Sao bỏ mẹ đâu? Có mẹ em đâu? Mẹ đã gặp nhau. Bạn ơi, cho bà ăn với, ăn tham nhá. Đi, ăn, đi chơi đó, đang đi. Hello, gì này mẹ cầm gì để con chụp ảnh. Ờ cầm cho anh cuốn nha. Ê.
Ừ, nhờ. Ừ. Đấy. Em gái. Quay đi. Đi con ơi. Rồi đi. Nào, quay lên mình chụp ảnh gửi cho bố ạ. Em đi Hội An. Con đứng lên, con đứng lên. Đi ra cái cầu kia. Đi ra cái cầu kia. Ôi. Hết rồi à? Mỗi đến đây rồi trong kia có gì không nhỉ? Đi khó vậy, hết hàng ăn vậy. Đi bạn ơi. Trời ơi. Ngoan bánh tráng mà mới quay ra. Thơm. Ơ có cái mùi gì nữa nhỉ? Không có mùi trứng nướng hay sao? Mùi ờ mùi trứng nướng. Ăn ăn thôi nhá. Kệ. Kìa. Đi qua rồi á. Ăn à? Ăn. Mình chả phải ăn. Ăn đi. Đi nào đi ăn mà. Nhận đi mình mày thôi. Bà ngoại. Bà ngoại. Ăn đi. Bà ăn không kìa. Mẹ có ăn không? Ăn bánh tráng không?